Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 2 của Ôn Lịch. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài mẫu 18. 51 trừ 15. Bài số 1. Đi chữ số tích hợp vào chỗ chấm. Số 1 ta trừ cho cái gì chỗ này là bằng số 3. Như vậy ngay như này thì chúng ta có thể là lấy 1 nè. Đây giống như là số bị trừ. Đây là số trừ. Và đây là hiệu. Như vậy ngay chỗ này chúng ta đi tìm là cần tìm là số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Như vậy là 1 chỗ này chúng ta coi như là 11. 11 mà ta trừ cho 3. 11 ta trừ cho 3 là được là 8. Như vậy quay ngược trở lại là ta lấy 11 ta trừ cho 8 là bằng 3. 3 ta trả 1. Như vậy ngay chỗ này là thành ra là 2 cộng 1 là bằng 3. Như vậy mấy chỗ này ta trừ 3 là bằng 3, vậy là 6. Chúng ta kiểm tra lại xem. Chúng ta 1 thì chúng ta sẽ cộng ngược lên, tại vì đây là cái số bị trừ. Đây là số trừ và đây là hiệu. Ta lấy hai cái này ta cộng lại với nhau nó ra số này. 3 ta cộng cho 8 là 11 viết 1 ta nhớ 1. 3 ta cộng 2 5, 5 với 1 nhớ nữa là 6. Rồi, bài chỗ này. 1 ta trừ 6 là 11 ta trừ 6 là bằng 5. 5 ta trả 1. Như vậy ngay chỗ này cái con số chỗ này đã có con số 1 chỗ này nè. Như vậy là 8 này ta trừ cho 1 trước đi ha. 8 là trừ cho 1 nhớ là còn là 7. Như là 7 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này là còn 3. Như 7 ta trừ cho 4. 7 ta trừ cho 4 là bằng 3. 1 cái này cũng giống như bên này. Như vậy ta lấy 1 và ta trừ cho 2 là 11 ta trừ cho 2 là bằng 9. 9 ta trả 1. 3 ta cộng 1 là bằng 4. 5 ta trừ 4 là còn 1. Bài chỗ này, đây là cái số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu ta cộng với số trừ. 4 ta cộng 7 là bằng 11 viết 1 ta nhớ 1. Rồi ngay chỗ này thì coi như ngược lại nè, chúng ta lấy 11 nè. Chúng ta trừ 7 bằng 4, 4 trả 1. Nè. Như vậy 7 này ta trừ cho 1 là còn 6. 7 là trừ cho 1, 10 bên này còn 6. Như vậy 6 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này là bằng 3. 6 ta trừ cho 3. 6 ta trừ cho 3 là bằng 3. Bài số 2 đặt tính được tính. 51 ta trừ cho 10, 17. Một ta trừ cho 7 không được, ta lấy 11 trừ 7 được 4, 4 trả 1. 1 1 2, 5 trừ 2 còn 3. 61 ta trừ cho 28. 11 ta trừ 8 là bằng 3. 3 trả 1. 2 1 3, 6 trừ 3 còn 3. 41 ta trừ cho 30, 14. 11 ta trừ 4 là bằng 7. 7 trả 1. 3 1 4. Như vậy cái này là bằng 0, 0 thì chúng ta không cần ghi. 81 ta trừ cho 55. 1 ta trừ cho 5 là bằng 11 ta trừ 5 là bằng 6, 6 trả 1, 5 1 6, 8 trừ cho 6 là bằng 2. Chúng ta qua bài số 3. Bình có 61 cuốn truyện. Bình tặng thư viện của trường là 25 cuốn. Hỏi Bình còn lại là bao nhiêu cuốn truyện. Tặng là cho là chúng ta trừ ra. Giờ ta lấy 61 và trừ cho 25. Số cuốn truyện Bình còn lại thành chữ là. Số cuốn truyện Bình còn
lại là chúng ta lấy là 61, ta trừ cho 25, 11 có trừ 5 còn 6, 601, 36 cuốn truyện. Đáp số 36 cuốn truyện. Đáp số 36 cuốn truyện. Bài số 4. Tìm số liền sau của x, biết x cộng 15 bằng 51. Như vậy chúng ta đi tìm cái số x này các bạn. Muốn tìm x, đây là một cái tổng. Muốn tìm x thì chúng ta sẽ lấy cái tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Người ta lấy là 51, ta trừ cho 15, x bằng 11 ta trừ 5 còn 6, 6 trả 1, như vậy là 36. Như vậy người ta yêu cầu là tìm số liền sau của con số này. Ví dụ như thầy có con số 5. À, thế này sẽ là liền sau. Cái này là trước. Liền sau ta lấy con số đã cho ta cộng cho 1. Liền trước ta lấy số đã cho ta trừ cho 1. Như vậy con số 5 này nó liền sau là 5 cộng 1 là bằng 6, còn số liền trước là 5 ta trừ 1 là còn 4. Rồi như vậy thì người ta yêu cầu là số liền sau của con số này. Như vậy là số liền sau là đây. Ta lấy con số đã cho là 36, ta cộng cho 1. Vậy số liền sau của 36 là 37. Đây, số này là số cần tìm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.